mọi người đến với Mimin Tarot. Mình đã quay trở lại với một video ngày hôm nay đây, với chủ đề đó chính là ai sẽ đến với bạn hay là bạn sẽ gặp gỡ ai trong 3 tháng đầu năm 2022 nhá. Chúng ta có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay là 1, 2, 3. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Thì người này họ có thể là bất kỳ ai nhá, không nhất thiết phải yêu đương hay là gì đó đâu, mà tùy xem cái nguồn năng lượng này nó là cái gì nhá. Chúng ta có 1, 2, 3. Đây cũng có thể là người mà bạn biết rồi, nhưng mà ý là trong 3 tháng đầu năm thì bạn và họ sẽ là cái người, hai người sẽ tương tác với nhau nhiều ấy. Rồi, và chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Nếu như khó chọn quá thì bạn có thể chọn giúp mình một con số 1, 2 hoặc 3. Ok, rồi. Chúng ta đến với chào số các bạn. 1. Đến với tụ bài đầu tiên, đây là trẻ bé Trung. Chỉ vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đó là bạn sẽ gặp gỡ ai trong 3 tháng đầu năm, thì mình thấy rằng là trong 3 tháng đầu năm của các bạn ý, có khá là nhiều thứ để nói đây. Nhưng mà nếu như mà để nói về cái khía cạnh là bạn có gặp gỡ ai đặc biệt hay không, hay là ai đó sẽ đóng một cái vai trò vị trí quan trọng gì đấy trong 3 tháng đầu năm của bạn hay không, thì mình thấy rằng là không có một ai đó quá đặc biệt đâu. Mình thấy rằng là bạn sẽ tương tác với khá là nhiều người thông qua cái việc đấy, chính là khi bạn gặp khó khăn bạn hỏi đến sự giúp đỡ của họ. Còn đâu là mình thấy rằng là không có ai quá là đặc biệt hay là xuất sắc gì đấy, gọi là highlight, led chấm phá gì đấy trong cái bức tranh 3 tháng đầu năm của bạn đâu. Tuy nhiên thì các bạn có một cái niềm vui mà mình thấy là tuyệt vời ở đây. Thứ nhất nhá, mình thấy nếu như các bạn đang theo đuổi một cái dự án hay cái mong muốn, cái đam mê, cái ước mơ nào đó của các bạn, mình thấy rằng là trong khoảng 3 tháng đầu năm là khoảng thời gian mà có thể là cuối khoảng 3 tháng đầu năm ấy, nó sẽ dần dần trở thành hiện thực. Các bạn có rất là nhiều lá bài nói về cái việc đấy, chính là có một cái ước mơ, một cái mong muốn nào đó của các bạn ấy, nó trở thành hiện thực. Nhưng mà trước khi nó trở thành hiện thực thì mình thấy rằng là bạn phải rơi vào một cái tình huống, một cái trạng thái khá là khó khăn. Có thể sẽ có cãi vã này, cự cãi lẫn nhau này, rồi là xô sát gì đấy với nhau. Xô sát là không đến mức đánh nhau đâu, nhưng mà mình thấy là sẽ có cãi vã ở đây. Và chính bản thân bạn phải đối diện với rất là nhiều cái nỗi sợ hãi bên trong chính bản thân của mình. Bạn cảm thấy trống rỗng và mất phương hướng vô cùng. Đó, thế nhưng mà mình thấy rằng là hãy giữ vững cái niềm tin của mình vào cái giấc mơ và cái mong muốn mà các bạn đang theo đuổi á. Hãy giữ vững cái niềm đam mê đấy của bản thân các bạn ấy. Mình thấy là bạn sẽ đạt được cái kết quả, bạn sẽ một cái giấc mơ nào đó, một cái mong muốn đó nào đó các bạn, khao khát nào đó các bạn ấy, nó sẽ trở thành hiện thực ở đây. Và mình thấy rằng là cho dù có thể có sẽ có vài những cái rắc rối, những cái chuyện mà nó loằng ngoằng diễn ra trong 3 tháng đầu năm, nhưng bạn vẫn được an toàn, bạn vẫn được an toàn. Và mình thấy là nếu như bạn khó khăn quá ấy, thì hãy hỏi đến cái sự giúp đỡ của những cái người xung quanh. Mình thấy là kiểu gì bạn cũng vượt qua được những cái khó khăn này. Và một trong những cái dấu hiệu của cái việc đấy chính là chúng ta sắp đạt được một điều gì đó ấy, đấy chính là ở cái chặng cuối cùng ấy, còn một bước cuối cùng nữa thôi là chúng ta đạt được ấy, thì chúng ta lại gặp phải những cái khó khăn. Nó giống như là một cái sự thử thách đối với chúng ta. Và khi chúng ta vượt qua được thì cái thành công nó ngọt ngào hơn bao giờ hết. Và khi các bạn trải qua được cái điều đó ấy, thì nó chứng minh cho bạn thấy rằng là bạn thực sự mong muốn cái ước mơ đó, cái đam mê đó, cái mong muốn đó, cái giấc mơ đó của bạn. Thì mình thấy là có một cái giấc mơ nào đấy của bạn nó đang trở thành hiện thực rồi, và nó đang rất là gần các bạn rồi. Chỉ là sẽ phải xích mích, sẽ phải khó khăn, sẽ phải vật lộn gì đó. Thì mình thấy là bạn sẽ phải hỏi đến sự giúp đỡ của những cái người xung quanh. Và cũng đừng ngần ngại hỏi đến sự giúp đỡ của những người xung quanh. Bởi vì mình thấy là chúng ta muốn đi nhanh thì đi một mình, đúng không? Nhưng mà chúng ta muốn đi xa thì chúng ta phải đi nhiều người. Chúng ta phải có sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Đó. Và mình thấy rằng là có một cái thông điệp dành cho các bạn ở đây từ mẹ trái đất, đó chính là chúng ta đã đi trên những cái hành lang dài bất tận của tâm trí. Tức là đôi khi các bạn phân tích mọi thứ nó lý trí quá, cho đến một ngày chúng ta tìm đường tới trái tim của chúng ta. Tức là đôi khi mình thấy rằng là bạn cần phải nhún nhường hơn một chút, bạn có thể là yếu đuối hơn một xíu cũng được, để miễn là sao mà bạn có thể nhún nhường mọi người, để các bạn có thể hỏi đến sự giúp đỡ của những cái người xung quanh ấy. Thì bạn càng đến gần hơn nữa với cái ước mơ, với cái giấc mơ, với cái mong muốn của các bạn. Cho nên là đôi khi có thể có những người, chúng ta đến đây tại sao mà các bạn xuống đây, xuống trái đất đây này, các bạn phải tương tác với nhiều người như vậy. Bạn sinh ra trong một gia đình này, bạn phải tương tác với bạn bè, với tất cả mọi người, môi trường xung quanh nữa. Bởi vì chúng ta cần có những cái người đó để chúng ta có thể sự phát triển, để có thể có được sự phát triển. Bạn đừng cho rằng là khi bạn nhờ đến sự giúp đỡ của những cái người đấy là bạn yếu kém hay là gì đó cả. Không, bạn không hề. Người mà biết tận dụng được sức mạnh của cộng đồng, của tập thể, của nhiều người ấy, đấy mới là người thực sự mạnh này, đấy mới là người thực sự tuyệt vời này.
Đó, và mình thấy là quay trở về cái vấn đề khó khăn ở đây, chắc chắn bạn sẽ vượt qua được. Các bạn nhìn thấy cái lá bài mà có một cái viên đá, có một cái thanh kiếm nó đâm vào cái viên đá ở đây, nó nói về việc đấy là không có cái gì có thể cản bước bạn được, hãy giữ vững cái niềm tin của chính bản thân của các bạn. Mình thấy là bạn rất đam mê cái thứ đó, đó có thể là một cái mong muốn nào đó của các bạn rất là sâu sắc, rất là mạnh mẽ mà bấy lâu nay các bạn không có thực hiện được ấy. Thì mình thấy là bạn sẽ thực hiện được trong 3 tháng đầu năm. Có thể là mọi thứ nó đến bất ngờ, giống như là đôi khi bạn gần như là chạm được vào nó rồi, nhưng rồi các bạn lại gặp một cái khó khăn ấy. Nhưng sau đó thì các bạn sẽ giải quyết được để các bạn có thể hoàn toàn chinh phục được nó. Còn mình thấy là không có ai quá là đặc biệt hay là gì đó đến với các bạn trong 3 tháng đầu năm đâu. Thông điệp dành cho các bạn cho tuổi số 1 nè. Think about to get really juicy. Có rất là nhiều điều thực sự cực kỳ là juicy. Juicy là kiểu như là thú vị, là ngọt ngào, là mọng nước, là một cái gì đó nó vui vẻ, phấn khích, cứ kiểu như thế. Nó sẽ đến với các bạn ở trong cái thời điểm tiếp theo ở đây. Và chắc chắn nó đến từ cái việc đấy là một cái ước mơ, bạn hoàn thành được một ước mơ, một mong muốn nào đó của chính bản thân các bạn. Hãy chuẩn bị để được làm ngạc nhiên. Mình bảo mà có vẻ là bạn không ngờ đến là nó sẽ hoàn thành và nó có thể làm được ở trong 3 tháng đầu năm đâu, nhưng mà mọi thứ nó diễn biến rất là bất ngờ, rất là không thể tưởng tượng được ấy. Đấy. Rồi, thông điệp dành cho tụ bài số 1. Mình thấy rằng là bạn cần phải chia sẻ nhiều hơn với những cái người xung quanh, bạn cần phải cởi mở hơn, mạnh dạn hơn với những cái người xung quanh, kể cả khi mình gặp khó khăn đây này, mình cũng nên nhờ đến sự giúp đỡ đó. Đôi khi mình thấy là bạn có một cái sự nỗi sợ hãi nào đó về cái việc đấy là phải nhờ vả người khác, kiểu như vậy. Thật ra cái sự độc lập thì nó rất là tốt, mình cũng ủng hộ cái sự độc lập. Tuy nhiên có trong những cái trường hợp mà chúng ta cần phải nhờ đến cái sự giúp đỡ của những cái người xung quanh, đây là một cái điều mà mình thấy là các bạn cần phải chú ý giúp mình nhá. Bạn vẫn được an toàn, và đôi khi mình thấy là đôi khi ý, mọi thứ nó không có gì quá tệ đâu, chỉ nó chỉ đến từ cái sự lo lắng hay là sợ hãi gì đó của các bạn thôi. Thì hãy buông bỏ những cái nỗi sợ hãi đó của bản thân nhá. Hãy biết là bạn vẫn đang được an toàn, có đang hai lá bài này đang trấn an bạn rằng là bạn vẫn đang được an toàn, mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ tốt thôi. Hãy giữ vững cái lòng tin của bản thân, đừng để lung lay, đừng để bị những cái khó khăn nó khiến bạn nản chí hay là gì đó. Mạnh dạn thêm một chút nữa này, rồi là cởi mở thêm một chút nữa với mọi người xung quanh bạn, điều đấy nó chỉ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, suôn sẻ hơn thôi mà, đâu có gì đâu. Có điều gì mà bạn cần phải giải phóng không? Đó có thể là những cảm xúc tiêu cực, đó có thể là những cái quan điểm hay là những cái sự đánh giá về một cái vấn đề nào đó, nó mới có một chiều một hướng thôi. Bạn hãy nhìn rộng mọi thứ ra thì bạn sẽ thấy mọi thứ nó cởi mở hơn, nó dễ thở hơn đối với chính bản thân của các bạn. Mình thấy nếu như bạn có một cái sự cãi vã, có một cái sự xung đột với một cái bên nào đấy, tức là hai bên xung đột với nhau á, thì ở đây có một cái lá bài nói về việc đấy chính là sẽ có một cái kết quả có lợi đối với cả hai bên, tức là bạn sẽ dung hòa được cái câu chuyện này để cho giống như là mình cảm giác là bạn theo đuổi cái giấc mơ nhưng mà gia đình bạn không đồng ý, kiểu như thế. Và hai bên cứ đấu tranh qua lại lẫn nhau, đấu tranh qua lại lẫn nhau, và mọi người không có cho bạn đi thực hiện cái mong muốn, cái ước mơ đó. Thì đôi khi bạn phải nhún nhường hơn một chút, có thể nhờ sự tác động của những người xung quanh này, của họ hàng hay của những cái người mà thân quen, có thể có tác động đến bố mẹ, gia đình của các bạn ấy, họ sẽ giúp bạn chẳng hạn. Và đến cuối cùng là có một cái kết quả rất là tuyệt vời dành cho cả hai bên, giống như làm hài lòng cả hai bên đều cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ. Và bản thân bạn, mình thấy là còn thỏa mãn được cái việc đấy, chính là đi thực hiện được cái điều mà mình mong muốn này, hiện thực hóa được những cái ước mơ của bản thân này. Đó, vậy thì chứng tỏ là nó có lợi chứ nó đâu có hại đâu, đúng không? Rồi. Rồi rồi, tiếp tiếp. Thông điệp. Thông điệp dành cho tụ bài số 1. Một cái kết quả, một cái sự thành công nào đó
một cái thành quả nào đó các bạn sẽ đạt được ở trong cái 3 tháng đầu năm ở đây. Nếu như mà có, nhớ quay lại chia vui với mình nhá. Và đây có một lá bài nữa động viên các bạn. Nói chung là có rất là nhiều lá bài đang động viên các bạn là hãy lạc quan lên, mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ an toàn thôi, mọi thứ sẽ tốt thôi. Đó, và khắc phục những cái hạn chế mà mình có nói ở đây, đó chính là làm việc với cái nỗi sợ hãi bên trong chính bản thân của mình. Có thể là bạn sợ phải va chạm với người khác, bạn sợ phải nhờ vả, hay là một cái bất kỳ một cái điều gì đó bạn không dám đón nhận hay không dám chia sẻ. Mình thấy là bạn cần phải khắc phục điều đấy đi để cởi mở bản thân của mình hơn. Đó. Và mình thấy rằng là sau cái khoảng thời gian này này, 3 tháng đầu năm này này, mà các bạn đang rất là vất vả để đấu tranh cho một điều gì đó, cũng đừng quên dành cho mình cái thời gian để nghỉ ngơi, để chăm sóc cho sức khỏe của bản thân các bạn nha. Về cả mặt thể chất lẫn tinh thần hay là gì gì đó, đừng quên giữ vững, thật là vững cái niềm tin của mình vào cái đam mê mà các bạn theo đuổi nhá. Một lá cuối cùng cho các bạn, và sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang tụ bài số 2 nhá. Rồi, một lá cuối cùng nè. Tụ bài số 2 hỏi một kiểu, xin nó lại ra một kiểu đúng không? Đây, tụ bài số 2 là mình thấy là tụ bài số 1 là mình thấy là nó có, chắc chắn là sẽ có khó khăn trên con đường bạn đi, giống như là số phận tạm thời kiểu chặn cái lối đi đó lại, nhưng mà chỉ thời gian sẽ đem đến cho bạn câu trả lời. Tức là đôi khi cái này nó chỉ là tạm thời thôi, những cái khó khăn này nó mang tính tạm thời thôi, và bạn sẽ giải quyết được. Thời gian sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng là bạn đã đang làm đúng. Ok. Nhiều bạn chắc kỳ vọng là một ai đó đến, nhưng mà không có thì mình làm sao mình nặn ra được, đúng không? Rồi, chúng ta đến với tụ bài số 2. Đến với tụ bài số 2, đây là trẻ bé chung. Chỉ biết vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đó là ai đang đến với cuộc sống của các bạn trong 3 tháng đầu năm. Mình cái tụ này cũng không ai đến, mình cũng không thấy có ai đặc biệt quá đến với các bạn đâu, nhưng mà có người ra khỏi cuộc sống của các bạn. Mình thấy là cái 3 tháng đầu năm là 3 cái tháng mà các bạn sẽ giống như là đang trả nốt một cái nghiệp cũ, một cái karma nào đó của các bạn. Tức là nếu như các bạn đang có một cái mối quan hệ mà nó đang rơi vào cái trạng thái trục trặc ấy, thì mình thấy rằng là hai người cần phải có cái tương tác với nhau trong 3 cái tháng đầu năm đó để có thể đi đến một cái kết thúc, một cái kết quả nào đó. Thì mình thấy là trong 3 tháng đầu năm mình thấy bạn rơi vào cái trạng thái rất là mập mờ, mù mờ về mọi thứ, đặc biệt về những cái mối quan hệ của các bạn, và các bạn cảm thấy rất là bế tắc, không biết là phải giải quyết ra làm sao. Thì mình thấy đến cuối cùng có ai đó sẽ quyết định rời khỏi cuộc sống của các bạn, hoặc là bạn quyết định rời khỏi cuộc sống của ai đó. Nói chung ý, về cơ bản thì mình thấy cái người này cũng rất là quyết liệt rời khỏi cuộc sống của bạn. Mình không biết là ai rời khỏi cuộc sống của ai, nhưng mà nhớ đây là trải bài hai chiều, cho nên là hãy đón nhận nó một cách thật là cởi mở nhá. Mình thấy là phải có ai đó rời đi, bởi vì có thể là mình cảm giác được cái mối quan hệ này là cái mối quan hệ mà nó không rõ ràng, tức là hai người mập mờ với nhau trong một khoảng thời gian rất là dài rồi, hoặc là các bạn yêu nhau quay đi quay lại rất là nhiều lần, kiểu như thế. Chia tay thì công khai cho tất cả mọi người, nhưng mà quay lại thì không ai biết, kiểu thế. Và mình thấy là chính bản thân bạn cũng cảm thấy cái mối quan hệ này nó dậm chân tại chỗ, nó không thể tiến lên được. Và bản thân mình thì thấy là mỗi một người có một cái nét đẹp riêng, có một cái sự tuyệt vời riêng, cũng có những cái ưu khuyết điểm riêng, nhưng mà giống như hai người không có khớp với nhau ấy, hai người không phải là hai mảnh ghép phù hợp với nhau. Nó giống như là nó đã khác tần số rồi, nó đã khác biệt rồi. Hai người có nhiều khác biệt to lớn lắm, và hai người chỉ đến với nhau để hoàn thành một cái bài học karma nào đó, một cái nghiệp quả nào đó mà hai người cần phải trả cho nhau thôi, kiểu như thế. Và mình thấy rằng là thứ nhất là bạn không có gì phải lo lắng cả, bởi vì thật ra khi mà bạn nghĩ rộng ra ấy, thì đây cũng là một cái cách rất là tốt, coi như là lợn lần đã được trả xong, và bây giờ thì đường ai nấy đi, mỗi người bước trên con đường mới. Có thể sẽ tìm được những cái niềm vui, những cái sự vui vẻ, hạnh phúc, những cái sự tuyệt vời hơn còn đang chờ mình ở phía trước cơ. Đó, thì mình thấy rằng là ngay sau khi bạn kết thúc cái mối quan hệ này, hoặc là ai đó rời đi khỏi cuộc sống các bạn này, thì mình thấy là bạn ấy sẽ có một cái bước thay đổi khá là lớn với bản thân của các bạn. Các bạn bắt đầu thay đổi cuộc sống, thay đổi con người của bản thân bạn theo cái chiều hướng tốt hơn. Có thể có những bạn bắt đầu là mặc những bộ quần áo, hoặc là thay đổi về mặt ngoại hình của các bạn rất là nhiều, khiến cho bản thân mình trở nên sexy, quyến rũ hơn, hoặc là bạn thử những cái phong cách thời trang mà trước đây bạn không thích, hoặc là bạn không dám thử, thì thời điểm tiếp theo trong 3 tháng đầu năm bạn sẽ làm điều đó. Và mình thấy là các bạn sẽ chọn cái việc đấy, chính là nghỉ ngơi nhiều hơn, thư giãn nhiều hơn, để cân bằng lại sau một cái karma, một cái nghiệp quả nào đó đã được trả. Và hãy biết rằng là không có gì phải lo lắng cả, những cái thế lực tự nhiên vẫn luôn ưu ái bạn. Và thời điểm càng về sau bạn sẽ cảm thấy đây chính là một phép màu đến với mình. Và có nghĩa vì sao lại là phép màu? Có nghĩa là
đôi khi chúng ta không có được thứ chúng ta muốn, có nghĩa là có điều gì đó tốt hơn đang chờ chúng ta ở phía trước. Và đôi khi như mình cũng nói, đó chính là chúng ta không có được thứ chúng ta muốn, đấy là các cụ gánh còng lưng đấy. Mình hay trêu mọi người là như vậy á, bởi vì chúng ta không có tầm nhìn của vũ trụ, chúng ta không biết được rằng là đâu sẽ là thứ thực sự phù hợp nhất với chúng ta. Có thể đôi khi chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào cái thứ chúng ta cho là quen thuộc, nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ nhận ra rằng nó không phải là thứ thuộc về mình. Thì đây, đây chính cái mối quan hệ này chính là như vậy đấy. Đó, và mình thấy là bản thân bạn ý thức được cái giá trị của bản thân bạn, và cái đối phương cũng như thế. Mình thấy có thể hai người ngang ngửa cứng đầu như nhau, cho nên là giống như là hai người không có dung hòa được nhau đâu. Có cố ở bên cạnh nhau đi chăng nữa thì nó cũng cứ dậm chân tại chỗ như vậy thôi à. Nó không thể nào tiến lên được, nó không thể phát triển được. Mà chỉ khi hai người tách nhau ra, thì hai người đi hai hướng khác nhau, thì hai người mới có cái cơ hội để phát triển lên nữa. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là sau cái giai đoạn 3 tháng đầu năm này, đang có một cái hé mở mới ra cho các bạn. Đó chính là có một thời kỳ rực lửa hơn đang đến. Và thời kỳ đấy thì mình thấy là sau khi kết thúc 3 tháng đầu năm thì cái thời kỳ đó sẽ đến. Giống như 3 tháng đầu năm, 3 tháng các bạn đang phải trả nghiệp này, kiểu thế. Trả một món nợ nào đó, đừng nghĩ nghiệp là một cái gì đấy nó kinh khủng quá. Đó chỉ đọc giống như là các bạn vừa trả, các bạn vừa học bài học ấy, kiểu thế. Đó là bài học mà các bạn cần phải học thôi. Nghĩ như vậy thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ xem thêm về cái mối quan hệ này, hay là còn cái lấn cấn gì, còn cái thông điệp gì cho các bạn ở trong cái tụ bài này nữa. Nhưng mà các bạn ấy rất là tuyệt vời trong 3 tháng tiếp theo. Tức là các bạn kiểu như là thay đổi bản thân mình ý. Nó cái mối quan hệ nó kết thúc, cái người đấy ra đi, giống như là một cái sự thức tỉnh cho các bạn, giống như là một cái làm thay đổi cái cách nhìn mọi thứ của bạn, cuộc sống của bạn, con người của các bạn. Tụ bài số 2 dành cho tụ bài số 2. Có thể là sẽ có một cái sự thật nào đó trong 3 tháng đầu năm này nó được hé lộ ra. Và khi mà cái sự thật đấy nó lộ ra thì cái mối quan hệ này nó không thể tiếp tục được nữa. Vậy thôi à. Và mình thấy rằng là cái mối quan hệ này nó kiểu lất phất lắm. Lất phất nghĩa là sao? Tức là mình cảm thấy nó không có cái gì quá là chính thức đâu. Mà kể cả hai người cũng đã từng chính thức với nhau, nhưng sau đấy lại quay lại mập mờ với nhau á. Nó cứ loằng ngoằng như vậy á. Thì mình thấy là bùng binh loằng ngoằng thế, thì mình thấy là bạn kết thúc là chính xác thôi. Và mình thấy trong cái giai đoạn tiếp theo sau khi bạn kết thúc cái karma này ý, là cái giai đoạn mà các bạn sẽ dành thời gian cho bạn bè này, moving on này, và cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc với cái cuộc sống độc thân của mình. Các bạn tận hưởng từng giây, từng phút mà các bạn có, và các bạn cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc. Tức là bạn hiểu ra được một cái bài học rằng là mình không cần thiết phải có một ai để mình trở nên hạnh phúc cả. Mà là ngay bản thân của mình, với chính bản thân của mình ấy, mình đã hạnh phúc được ấy, thì mình sẽ thu hút một cái nửa mà nó cũng tương tự như vậy. Tức là bản thân bạn mình thấy là cũng không phải là người thiếu thốn hay gì đó đâu, thiếu thốn về mặt tình cảm hay là gì đó đâu. Các bạn ý thức được cái sức mạnh của mình. Và mình thấy là mình thấy rằng là bạn sẽ gặp người mới, nhưng mà không phải trong 3 tháng đầu năm nhá. Tức là bạn phải đi hết cái karma kia đã, rồi sau đó là các bạn mới có thể gặp được một cái người mới. Nhưng mà cái đấy thì còn nó còn ở thì tương lai, kiểu sau 3 tháng đầu năm cơ. Nhưng mà đây là đang là chủ bài trải bài 3 tháng đầu năm, thì mình sẽ giống như là đang spoil cho các bạn một chút. Có thể các bạn sẽ gặp người mới trong cái giai đoạn sau khi trả cái karma này đi, đóng cái karma này lại. Và hai người sẽ một cái người mới hoàn toàn nhá. Một cái người mới hoàn toàn. Bởi vì sao? Mình thấy là sau khi bạn kết thúc mối quan hệ này thì bản thân bạn trở nên rất là kiểu thu hút người khác ấy, tuyệt vời lắm. Người khác kiểu cảm giác nhìn thấy bạn là kiểu bị hút vào bạn, rồi muốn đến gần bạn, muốn tiếp xúc với bạn rồi. Cho nên cái việc mà bạn gặp gỡ người mới ở đấy, nó là cái chuyện mà kiểu bình thường như ở huyện ấy. Thông điệp dành cho các bạn chọn tụ bài số 2. Đấy, hỏi ai đến không? Chả thấy ai đến. Đúng không? Toàn thấy kiểu ra đi hoặc là không ai đến. Cái này, nó là một cái open relationship này. Tức là cái mối quan hệ mà nó kết thúc ở đây này, nó là một cái open relationship. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, rồi cuối cùng là tình gì? Chả biết là tình gì. Là bạn thân hay tình nhân thì cũng không biết. Đó. Mình thấy là bởi vì cái người này và bạn ấy mới ở cái giai đoạn giống như là tìm hiểu lẫn nhau, hoặc là mập mờ gì đấy với nhau thôi, chứ nó không có cái gì sâu sắc gì đó quả. Cho nên là kiểu cảm thấy không phù hợp thì ra đi. Và đây cũng là một cái sự sắp xếp của số phận, một cái karma thôi, một cái nghiệp quả nào đó phải trả thôi.
Mình thấy là sau đấy á, sau sau cái khoảng thời gian bạn kết thúc mối quan hệ này, cuộc sống của bạn kiểu vẫn vui vẻ bình thường, vẫn fun time lắm này này, vui vẻ hạnh phúc này này, các bạn có thể kết nối với nhiều bạn bè hơn, và đôi khi bạn có buồn đấy, bạn cũng có buồn, bạn cũng có suy nghĩ đấy, nhưng mà bạn bạn cởi mở hơn, bạn tiếp xúc với nhiều thứ trong cuộc sống hơn, để giống như là cũng là cách để bạn quên đi cái người này, để quên đi cái mối quan hệ này, và sau đó thì bạn lại tiếp tục lấy lại được cho mình cái sự cân bằng tuyệt vời thôi. Mình thấy là thời điểm trong 3 tháng đầu năm đó, cái giai đoạn tiếp ạ, mình thấy là bạn sẽ nói chuyện với bạn bè của bạn rất là nhiều, trao đổi với mọi người rất là nhiều, đôi khi là để giải khuây, đôi khi là để giúp bản thân mình cân bằng lại, đó cũng là cách. Tâm sự với mọi người cũng là cách. Rồi. Và mình thấy là mình thấy rằng là bạn ấy giống như một viên ngọc quý vậy, lấp ra lấp lánh vậy. Mình cứ cảm thấy hai người có một cái sự lạc quẻ gì đấy. Có một cái sự lạc quẻ gì đấy mà nó không 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 có đồng điệu với nhau ấy, hai người kiểu khác xa tần số ấy, nhưng mà kiểu trái dấu thì hút nhau ấy. Trên nhưng mà nó lại chỉ hút được một thời gian đầu thôi. Hai người kiểu nồng cháy hay là vui vẻ với nhau được một thời gian đầu thôi, nhưng mà sau đó thì nhận ra được những cái hiện thực ấy, những cái sự thật là hai người không phù hợp với nhau thì hai người ra đi. Rồi, nhưng mà mình thấy bạn vẫn ổn. Tốt đấy chứ. Là tụi này thì không không không, không phải khuyên gì cả. Bởi vì các bạn làm rất là tốt cái công việc của mình. Ôi trời ơi, rơi lên thế. Mình thấy là bạn cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào công việc tài chính tiền bạc đây này. Đó. Chọn cái việc free yourself, tức là giải phóng bản thân mình ra khỏi cái mối quan hệ đó, bởi vì biết là không đi đến đâu cả. Mặc dù là có thể là bạn cũng muốn nó đi đến đâu đấy, nhưng mà nó không cho phép, hai người không không thể. Và mình thấy là có thể là bản thân bạn hoặc là bản thân cái người này họ có một cái tổn thương nào đó liên quan đến đứa trẻ bên trong. Thế là có thể một người cảm thấy đối phương trẻ con hơn, ví dụ như vậy, hoặc là có những cái vấn đề ở bên trong của tổn thương nào đó của cả hai, mà hai người đến với nhau, hai người trigger nhau thôi để học bài học thôi, và sau đó là bye bye. Đó là tụ bài số 2 nhá, chúng ta đến với tụ bài số 3. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 3, đây là trải bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đó là ai đang đến với các bạn trong 3 tháng đầu năm, thì mình thấy là như sau. Thứ nhất, đối với những bạn nào mà đang có yêu có cặp ý, tức là các bạn đang có một yêu đương của ai đấy ý, thì mình thấy khả năng cao là các bạn sẽ có cái xu hướng là nâng cái mối quan hệ của các bạn sẽ nâng lên một cái tầm cao mới trong 3 tháng đầu năm. Có nhiều khả năng có những bạn là đang sẽ tính đến chuyện kết hôn hoặc thậm chí là tổ chức đám cưới. Nói chung là cái đời sống tình cảm lãng mạn của những cái bạn có đôi có cặp đang có đối tượng ấy, nó sẽ lên cao ngùn ngụt. Còn đối với những cái bạn độc thân á, thì mình thấy là các bạn đang làm chủ rất là tốt cuộc sống của mình. Các bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, trọn vẹn và khá là tự tin đối với tất cả mọi thứ, trong tất cả mọi thứ. Thêm vào đó thì mình thấy là bạn có một cái sự kết nối khá là sâu sắc với bên trong bản thân của bạn. Và khi các bạn kết nối điều đó ấy, các bạn biết là mình cần gì, mình muốn gì đối với cái cuộc sống này. Mình thấy là ở ở ở bạn ấy, nó tác ra một cái năng lượng của cái việc đấy là các bạn để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên. Điều gì đến thì mình đón nhận, kể cả nó tốt hay nó xấu đi chăng nữa, các bạn đặt mình hoàn toàn vào trạng thái đón nhận đó. Và cho dù có khó khăn gì đi chăng nữa thì các bạn nghĩ rằng là chỉ cần mình cố gắng nỗ lực thì mình sẽ đạt được kết quả mà thôi. Đấy, thì mình thấy đây là một cái tinh thần rất là tốt. Vậy thì ai sẽ là cái người đến với các bạn đây? Mình thấy cái người này mang một cái nguồn năng lượng rất là nhẹ nhàng. Nếu như họ là nữ thì họ phải giống như là một cái hình mẫu của một người vợ chuẩn luôn, lý tưởng luôn, là bởi vì họ 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 rất là nhẹ nhàng, họ rất là có cái xu hướng là thích chăm sóc người khác này, rồi làm đảm đang, rồi kiểu kiểu như thế á. Cái sự nữ tính ở bên trong họ nó rất là nhiều. Còn nếu như người là nam thì mình thấy là cái người này họ cũng có những cái sự rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, có phần đôi chút gọi là hơi nữ tính một chút. Hơi nữ tính ở đây nghĩa là sao? Có thể là trong tính cách của họ, có thể là họ họ là một cái người rất là tinh tế, hiểu chuyện. Có thể họ không nói nhiều đâu, nhưng mà họ hành động nhiều và họ thể hiện những cái sự tinh tế đấy trước trước mặt các bạn.
rất là nhiều. Và mình thấy đây là một cái đời sống tình cảm lãng mạn của bạn ấy, nó sẽ nở hoa ở trong cái giai đoạn 3 tháng tiếp theo ở đây. Và mình thấy cái mối quan hệ này nó có cái tiềm năng để phát triển đến hôn nhân và phát triển mạnh mẽ hơn. Về cơ bản thì mình thấy mọi thứ nó sẽ thay đổi khá nhanh. Và thay đổi đều là những cái thay đổi lớn đến với các bạn ấy. Giống như là thời tới rồi, thời của bạn tới rồi, buộc mọi thứ nó phải thay đổi thôi, buộc mọi thứ nó phải hừng hực lên thôi. Kiểu như thế, cái người này họ ăn nói, họ ăn nói nhỏ nhẹ này, họ mình không cần nói về mặt giới tính nhá, nhưng cái người này thì mình thấy là họ ăn nói nhỏ nhẹ, họ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà họ không phải là cái kiểu hiền mà kiểu dễ bắt nạt đâu, không, người này cũng ét te lắm, người này cũng kiểu biết giữ được cái giới hạn của bản thân lắm, cho nên không phải là bạn muốn bắt nạt họ mà bắt nạt được đâu, trừ khi họ cho phép thôi, còn đâu không không đồng nghĩa với việc là bạn dễ bắt nạt họ đâu, bởi vì họ cũng đã trải qua rất là nhiều thứ rồi. Kiểu như vậy, họ chỉ đang lấy cái sự dịu dàng của họ để chinh phục người khác thôi, giống như là lạt mềm buộc chặt ý đó, chứ không phải là kiểu người này là hiền hiền lành lành để cho các bạn bắt nạt đâu, còn lâu, không phải đâu nhá, đừng mà đừng có mở cờ trong bụng mà bắt nạt người ta nhá. Tụ bài số 3 ạ. Rồi để mình xem thêm. Rồi mình thấy là cái cuộc sống của các bạn thời điểm tiếp theo ấy, nó rất là đầy đủ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần luôn. Cho nên ở đây á, mình thấy là hãy cứ tiếp tục giữ vững cái tâm trí của các bạn ở những cái điều tích cực ấy, bạn sẽ thu hút được chính xác những cái điều mà bạn muốn. Yeah, passion, mình thấy bạn và cái người mà sắp tới đến với bạn ấy, hai người có rất là nhiều đam mê dành cho nhau, cho nên là khi mà bạn gặp người này ý, mình nhiều khi mình cảm giác như bạn cảm tưởng như nếu như bạn nam thì bạn gặp người này bạn cảm thấy ô cái người này đúng là cái người mình muốn lấy rồi, đây muốn chính xác là người vợ người mẹ của những đứa con của mình rồi, kiểu thế. Còn nếu như các bạn nữ gặp thì các bạn sẽ bảo rằng là đây chính là người chồng mơ ước của mình, đây chính là người mà mình cần tìm ấy, cái kiểu vậy. Nó có cho bạn một cái cảm giác gì đấy mang tính định mệnh và đúng ngay từ cái phát đầu tiên, cảm giác đúng luôn, kiểu như vậy. Yeah, Cupid hero. Yeah, mình bảo mà hãy giữ vững niềm tin tình yêu đang đến với các bạn, và các bạn sẽ phải ngạc nhiên với những cái người, với cái người mà bạn sẽ gặp ấy. Thần Cupid đã dương cung lên rồi và chắc chắn sẽ bắn vào hai người. Ui, cái tụ bài số 3 này nha, nếu như là bạn nào mà đang ở cái năng lượng như mình miêu tả lúc nãy á, nhiều khả năng đây chính là định mệnh đời bạn. Đây chính là cái người mà bấy lâu nay mà các bạn đã rất là muốn gặp ấy, thì cuối cùng người này họ xuất hiện rồi này. Mình cảm thấy có một cái mùi nồng nặc của cái sự cam kết ở đấy rất là mạnh mẽ. Tức là hai người đến với nhau, quyết định với nhau là tìm hiểu lẫn nhau là trong ngay cái sự nghiêm túc đó, chứ không phải là để qua đường hay chơi bời hay là gì đó nữa. Thông điệp dành cho các bạn cho tụ bài số 3. Wow, wow, wow. Là sao? Tại sao? Có những cái thứ này. Mình thấy là bản thân bạn đã trải qua những cái giai đoạn, những cái điều rất là kinh khủng ở trong quá khứ rồi. Và mình thấy cái tụ này nó khá là giống một tụ mà mình đã từng làm. Ủa hay là đây là đây đây đang là cái hiện tượng déjà vu. Mình thấy là ok, quay trở lại vấn đề đấy, là mình thấy là bản thân bạn ấy, để mà đạt được đến trạng thái này, các bạn đã trải qua một giai đoạn rất là kinh khủng ở trong quá khứ, nhưng mà các bạn đã quyết định freedom from toxic, kiểu giải phóng hết tất cả những cái thứ độc hại. Có thể trong quá khứ bạn còn từng bị người thứ ba họ can thiệp vào mối quan hệ của các bạn cơ. Cho nên đôi khi đến với cái mối quan hệ này, mặc dù bạn có cái cảm giác đúng ấy, nhưng mà bạn đôi khi bạn cũng vẫn phân vân, bạn không biết là cái cảm giác kia đến từ đâu. Bạn không biết là bạn có nên tin nó hay không. Rồi, thông điệp dành cho tụ bài số 3 nào. Ôi, ngồi lâu đâu, đúng quá. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Anh hùng không bàn đến xuất thân, đúng không? Thôi mà kệ, những cái gì quá khứ đã qua rồi thì để cho nó qua đi. Cái điều quan trọng bây giờ là bạn đang trọn vẹn, vui vẻ, hạnh phúc là được. Thì mình thấy rằng là bạn sẽ nhận được tất cả những cái thứ mà bạn cần ở trong cái thời điểm tiếp theo. Bây giờ mình sẽ xem thêm về cái tình cảm của mối quan hệ này nhá. Thông điệp sẽ... Soulmate, người là soulmate của các bạn. Mình thấy là bạn đừng cố gắng kiểm soát bất kỳ cái điều gì ở đây cả. Người này rõ ràng là hãy giữ vững niềm tin vào cái mối quan hệ này, và người này có thể là true love, là tình yêu đích thực của các bạn đấy.
Cho nên là khi mà bạn gặp họ, cái cảm giác đầu tiên nó chính là, đôi khi bạn cảm thấy ở đây đôi khi là nó chính là cái cảm giác như bạn đã gặp gỡ cái người này từ rất là lâu rồi ấy. Bạn cảm tưởng như là đây, cái lần đầu tiên hai người gặp mặt nó là một cuộc hội ngộ chứ không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau nữa. Thì kiểu nó có một cái cảm giác gì đấy rất là kỳ lạ, cho nên hãy lắng nghe cái trực giác đó. He shaped you to love. Đây là cái mối quan hệ nó rất là xứng đáng. Đây là mối quan hệ an toàn để cho các bạn yêu. Và cái là passion này đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần rồi, thì đủ có thể thấy rằng là hai người có rất là nhiều những cái đam mê dành cho nhau. Và một lần nữa là wedding bốn gậy này, rồi union này, rồi wedding ở đây, quá nhiều lá, nó khẳng định rằng là cái người này dễ là cái người định mệnh của bạn, dễ là cái người mà có thể đi nghiêm túc và lâu dài, và cái mối quan hệ này có khả năng phát triển tiềm năng đến đến cái mức độ này. Tại sao mình luôn nói là sự tiềm năng? Bởi vì không, cái tương lai nó không có gì, nó là cái cố định đâu, nó vẫn có thể thay đổi được. Trong cái trường hợp này nó vẫn có thể thay đổi được. Nó còn tùy vào cái cách hành xử của cả hai người trong mối quan hệ này nữa đó. Bởi vì kiểu chúng ta có ý chí tự do ấy, chúng ta có quyền là chúng ta đồng ý hoặc là không đồng ý với cái người này. Đây chỉ là cái cơ hội của các bạn nó đến thôi, còn các bạn nắm nó đấy hay không thì đấy là quyền của bạn. Lắm nay đó. Pipeline, đây là hai người có một cái kết nối pipeline relationship rất là mạnh mẽ. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Friendship, mình thấy là cái nền tảng thấu hiểu chia sẻ lẫn nhau của hai người giống như là những cái người bạn vậy, và nhiều khả năng là cũng có thể bạn bè của bạn sẽ là cầu nối để cho hai người đến với nhau. Mình thấy nếu họ là nữ, nếu như họ là nữ thì họ sẽ là một cái người vừa đẹp, vừa có học thức, vừa có kiến thức, và nói chung là họ là cái người khá là toàn diện kiểu như vậy. Còn hình ảnh nam ở đây thì mình thấy rằng là không có được miêu tả gì đấy quá nhiều đâu. Mình thấy là cái người này vừa giỏi phiên nước vừa đảm việc nhà đấy, tức là họ là cái người mà gì cũng biết, và họ làm tốt cơ, không phải là họ biết không đâu, họ chơi chơi đâu mà cái gì họ cũng làm tốt, rất là đa năng. Các bạn có hai lá nó tung ra ở đây, ba lá tung ra ở đây, đó là lá communication key. Thì mình thấy là giữa hai người thì cái việc giao tiếp nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng. Để chú ý điều này giúp mình. Thứ hai nữa đấy là với cái sự xuất hiện của cái người này, nó cũng là cột mốc đánh giá cho bạn, đánh dấu cho bạn một cái khởi đầu mới đang đến. Và các bạn border full ở đây thì mình thấy là bỏ hết đi tất cả những cái thứ nó còn vướng bận hay còn khiến cho bạn cảm thấy khó chịu hay gì đó, bỏ hết đi, bởi vì nó không thực sự xứng đáng với cái hành trình mới của bạn nữa, và nhìn mọi thứ ở một cái góc độ rộng lớn hơn. Mọi người thông cảm, dạo này bị kiểu trong thủy hành sao ấy, mình nói hay bị nhịu lắm mà. Rồi, và đó là các bạn chọn tụ bài số 3. Tụ số 3 là kiểu chúng độc đắc còn gì nữa. Nhớ gặp thì quay trở lại comment cho mình, báo cho mình biết nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ like đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.